Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có vị trí ở vào khoảng 14,6 độ vĩ Bắc, 116,8 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, từ 39 tới 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc, 114,5 độ kinh Đông trên khu vực phía Bắc biển Đông. Bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, từ 48 tới 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, diễn biến của áp thấp nhiệt đới vẫn còn nhiều phức tạp, trước mắt cần lưu ý tới tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển. Cụ thể, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 tới 4 m. Ngoài ra ở khu vực biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, phía tây khu vực giữa và Nam biển Đông, bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa đang có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6. Ông Hường nói trong đêm nay và ngày mai, giữa và Nam biển Đông tiếp tục duy trì trường gió Tây Nam mạnh, kèm theo đó là mưa rông mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp, vị chuyên gia cho biết gió mùa Tây Nam cũng khiến Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to trên diện rộng, trong khi đó miền Bắc vẫn có mưa lớn cục bộ, cần lưu ý lũ quét và sạt lở đất. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 19 tháng 7, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông của khu vực giữa biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14 độ vĩ bắc, 118 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 tới 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng tây bắc với tốc độ từ 5 tới 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 9. Khoảng 7 giờ ngày 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 tới 15 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km. Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét. Trên đất liền, ngày và đêm 19 tháng 7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào sáng và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 tới 40 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Chiều và tối cùng ngày, trung trung bộ và bình thuận mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong tháng 6 năm 2024. Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ âm 0 cộng độ C, riêng khu vực trung trung bộ và nam trung bộ có nơi cao trên 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa. Từ nay đến ngày mùng 10 tháng 6, những khu vực trên có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn cả về diện và lượng mưa. Về thời tiết nguy hiểm trên biển, sau bão số 1, trên biển Đông có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhưng xác suất chưa cao. Trước đó, trong bản tin dự báo xu thế khí hậu thời hạn mùa, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sau bão số 1, từ nay đến tháng 8 năm 2024, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 2 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới trong đó có khoảng một cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trong giai đoạn tháng 6, tháng 8 trung bình nhiều năm trên Biển Đông từ 5 đến 6 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 2 cơn. Khoảng cuối tuần này, từ ngày 13 tới ngày 14 tháng 7, trên Biển Đông có khả năng hình thành một giải hội tụ nhiệt đới. Trên giải hội tụ nhiệt đới này có thể hình thành nên xoáy thuận nhiệt đới, bão áp thấp nhiệt đới, gây ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, miền Trung nước ta. Hệ thống dự báo toàn cầu thuộc Trung tâm dự báo môi trường Hoa Kỳ (GFS) và Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF) đưa ra nhận định trong khoảng cuối tuần này và đầu tuần tới trên biển Đông có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động. Cụ thể, khoảng cuối tuần này trên khu vực giữa biển Đông có thể thiết lập một giải hội tụ nhiệt đới. Trên giải này khả năng cao sẽ hình thành các nhiễu động có thể mạnh lên thành vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Những nhận định ban đầu cho thấy xoáy thuận nhiệt đới này có thể ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền bắc miền trung nước ta và cuối tuần này và đầu tuần tới các mô hình cũng nhận định khu vực ngoài khơi philippines trong những ngày tới có khả năng hình thành một xoáy thuận nhiệt đới có thể di chuyển vào biển đông ngoài ra từ ngày 11 tháng 7 gió mùa tây nam cũng hoạt động tăng cường gây thời tiết xấu trên biển đồng thời làm gia tăng mưa cho các tỉnh nam bộ tây nguyên và nam trung bộ Việt Nam vừa thiết lập một kỷ lục thời tiết khi hơn 625 ngày qua chưa có một cơn bão nào đổ bộ đất liền. Trong suốt mùa bão năm 2023, không có một cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào nước ta, chỉ ghi nhận một áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn kéo dài ở khu vực này. Từ đầu mùa bão năm 2024 đến nay, trên Biển Đông ghi nhận một áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão, bão số 1, tên quốc tế là Malixi. Cơn bão này có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8 là 62 tới 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đi vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận tháng cuối năm do tác động của hiện tượng La Nina, tình hình mưa bão ở các tỉnh miền Trung có thể diễn biến rất phức tạp, không loại trừ khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh dị thường trái quy luật. Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Hà Nội hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo ngày mai mùng 8 tháng 7, nền nhiệt tiếp tục tăng ở miền Bắc, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi phía Bắc tiếp tục mưa to vào chiều tối. Khu vực từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo từ mai, nhiệt độ tiếp tục gia tăng ở các tỉnh miền Trung. Từ mùng 9 tháng 7, khu vực có khả năng đón nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ hôm nay ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ. Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.